À vậy bây giờ cảm ơn bạn nha. Giờ trở lại với cái câu chuyện khóc của Mai nào. Xin cảm ơn tất cả các thầy cô đã dành tặng cho tôi những lời khen ngợi. Em quyết đi em. Mọi người thấy đã chưa? Thấy thật không? Thấy Bạch nói thật không? 100% là sự thật, nghe khác hẳn liền. Rồi em chia sẻ bằng bắt giọng nó luôn đi. Cái đó để dành đi thầy, để dành đi, để không dành ở đây chị Mai ơi, trong cái mạch mà mình sẽ chia sẻ về cuốn sách của thầy ấy thì chị cũng là một trong những cái chuyên gia đầu tiên mà nhận cái bản thảo của cuốn sách của thầy, và sau khi đọc cái cuốn đó thì hai chị em mình đã tâm sự quá trời luôn, hình như là hai buổi Zoom đúng không chị, và hôm nay ấy có thể chị chia sẻ một chút cho cộng đồng của mình liên quan tới cuốn sách của thầy không, bởi vì em cũng xin phép là được chia sẻ một chút. Thực sự đây là một cái trải nghiệm rất là đặc biệt đó. Thì khi mà trong cái lời khi mà em viết trong cái lời chia sẻ về của một cái người đọc ở bản thảo thì em thật sự là em rất là biết ơn thầy và biết ơn nhà xuất bản Dân Trí, nhà sách Di sản LP Book đã cho em có cái cơ hội được đọc cái cuốn sách ở ở cái dạng bản thảo, vì thực sự là có lẽ là với cái bản thảo như thế này thì nó sẽ có những cái cảm xúc nó rất là chân thực các thầy. Thì em đã dành rất là nhiều cái sự chuyên chú của em để có thể đọc những cái trang sách trong trong gần một tuần liền ạ. Vâng, thực sự là đây là cái cuốn sách mà em có nói với Quyên là chị cũng rất là thích đọc sách, và khi mà mua sách về thì mình thường là một cuốn sách mình không có đọc một lần á, và mình có thể là mình sẽ đọc nhiều lần, nhưng mà để mà gọi là có một cái sự tập trung á, để có thể cảm nhận được những cái từng câu từng chữ trong cái cuốn sách đó thì em đã dành đến gần một tuần. Mà lúc đó thì em có nói với thầy Thái là thầy ơi, cái đợt này em đang rất là bận, nhưng thật sự là đó là cái việc là bận á, là bận là để đọc sách. Và em cố gắng đọc để em có thể cảm nhận được và có thể hiểu sâu được những cái điều mà thầy chia sẻ, nhưng mà cũng một phần nữa là để soi dọi lại những cái cảm xúc của em á, trong suốt một cái quá trình mà em đã gắn bó với cả SE. Và thực sự là rất là nhiều lần trong đó thì em đã khóc á, bởi vì là em cảm thấy rất là hạnh phúc vì mình đã tìm được ra những cái câu trả lời nó rất là thấu đáo cho cái quyết định của mình. Vâng, bởi vì em cũng chia sẻ với cả các thầy cô và các bạn ở đây là khi mà em vào SE thì nó cũng vào trong một cái bối cảnh nó cũng rất là đặc biệt, là những cái ngày đầu năm mới, đúng là ngày mùng 1 tháng 1 năm 2021 thì là đã tham gia vào SE, và cái lúc đó thì cũng có rất là nhiều những cái sự lựa chọn khác nhau đó, và mình sẽ phải đưa ra một cái quyết định là vậy thì mình, cái thời gian của mình nó cũng rất là eo hẹp, thì mình sẽ cần phải lựa chọn một cái nơi như thế nào, một cái cộng đồng như thế nào để cho mình có thể sinh hoạt, để cho mình có thể cống hiến và mình phát triển ở trong đó. Thì thực sự là khi mà mình ra một cái quyết định là mình sẽ quyết gắn bó với đây, với nơi đây, thì đấy cũng là đối với cá nhân em nhé, đối với cá nhân em thì đấy là một cái quyết định rất là quan trọng của em. Vâng, thế thì khi mà em đọc cái cuốn sách này đó thì em cảm nhận rằng đây là một cái cuốn sách mà nó là một cái sự kết tinh rất là sâu sắc á, cái tình yêu của thầy với nền giáo dục nước nhà. Thực sự là có rất là nhiều những cái câu viết của thầy, những cái chia sẻ của thầy mà em nghĩ rằng là phải là một cái người mà có một cái tình yêu nó rất là đặc biệt với cả đất nước, với cả nền giáo dục và với con người thì mới có thể có được những cái trăn trở như vậy. Và cái mơ ước của thầy là mỗi học sinh Việt Nam được học tập ở trong một cái môi trường thấm đẫm cái tình yêu thương, thấm đẫm cái sự vui vẻ và bình an. Và đặc biệt hơn nữa là em cảm nhận được cái sự thấu hiểu á, những cái giá trị rất là cao đẹp của nghề nghề giáo viên. Và em nghĩ rằng đặc biệt là như là thầy là một cái người mà đã có cái kinh nghiệm lăn lộn ở trong cái nghề giáo này và vô cùng là trăn trở trong cái nghề này thì mới có thể viết ra được những cái điều đó. Và đặc biệt nữa là một cái nhìn rất là thẳng thắn với những cái vấn đề mà giáo viên đang gặp phải. Vâng, rất là nhìn rất là rõ về những cái vấn đề mà giáo viên đang gặp phải, những cái vấn đề mà nền giáo dục của Việt Nam chúng ta đang phải đương đầu đó. Thì ở trong rất tất cả những cái đến hàng 400 cái trang cuốn sách lúc mà em nhận bản thảo thì cái số trang của nó là khoảng độ 391 trang. Vâng, thì
nó như là một cái hành trình để mô tả về cái trải nghiệm của cái quá trình mà thầy đi tìm kiếm sứ mệnh đó, cũng như là lý giải cho cái triết lý giáo dục xuyên qua tim. Em rất là thích, em rất là thích cái triết lý này, thực sự là như vậy. Và khi mà em đọc cái cuốn sách thì em cũng thấy rằng là không phải là có thể là mọi người nhìn khi mà trên Zoom sáng hay là trong rất là nhiều những cái chương trình chia sẻ của thầy đó, thì chúng ta có thể, cộng đồng có thể chỉ nhìn thấy những cái chia sẻ mà thầy chia sẻ là từ cái góc nhìn, từ những cái trải nghiệm của thầy, và nó là thuộc về thầy. Nhưng mà khi mà em đọc cái cuốn sách thì em lại thấy rằng ồ, trời ơi, thầy đã trích dẫn, thầy đã phải học hỏi, thầy đã tìm tòi từ rất là nhiều những bậc tiền bối khác, rất là nhiều những triết gia, những nhà giáo dục, những nhà chính trị, rồi là rất là nhiều những cái bậc thầy nổi tiếng trên thế giới và ở Việt Nam, để thầy có thể đúc rút được những cái này. Thật sự là đấy là một cái điều mà em cảm thấy vô cùng là tuyệt vời đó. Bởi vì có thể nhiều người thì nghĩ rằng ồ, thầy Thái ở trên Zoom thì toàn cứ nói những cái mà nó là trải nghiệm riêng của thầy đó, nhưng mà không phải là như vậy. Không phải là như vậy, mà đó chính là một cái hành trình mà thầy học hỏi, thầy trải nghiệm và thầy đúc rút ra để thầy chia sẻ lại với mọi người. Và thực sự là với những cái tinh hoa mà thầy chất lọc được từ những cái tri thức của nhân loại và những cái trải nghiệm cá nhân vô cùng phong phú. Vâng, em nghĩ rằng là cái trải nghiệm này thì chắc chắn là cộng đồng của chúng ta cũng đã được lắng nghe rất là nhiều qua những cái câu chuyện của thầy ạ. Thì lúc này thầy đã cung cấp cho chúng ta, thầy đã đúc rút và đã cung cấp cho chúng ta những cái công cụ thực hành vô cùng quý báu. Vô cùng quý báu. Ở đây em nghĩ rằng là không chỉ là lý thuyết, mà quan trọng đó là những cái công cụ mà để cho chúng ta thực hành từ những cái thói quen của chúng ta sẽ là những cái thói quen như thế nào, chúng ta cần có những cái kỹ năng gì. Rất là tuyệt vời ạ. Vâng, khi mà trong một cái xã hội và bây giờ chúng ta cũng rất là để tập trung đến là việc làm thế nào để chúng ta có những cái kỹ năng quan trọng trong cái thế kỷ 21, thì thầy đã đóng gói lại những cái kỹ năng đó. Và hơn nữa, một cái điều mà em rất là thích, mà ngay trong sáng nay thôi ạ, thầy trong cái phần chia sẻ của thầy và cái phần khẳng định lại của cô Hồng, là thầy đã cam kết đồng hành mạnh mẽ với đội ngũ giáo viên trên cái con đường mà hướng tới cái cuộc sống hạnh phúc, bình an và thịnh vượng. Thực sự đấy là một cái điều rất là tuyệt vời đó thầy. Và em cũng rất là thích, đó là em cũng là cái người mà được vào SE từ những cái ngày cũng sau một chút xíu, nhưng mà cũng là những cái người vào từ cái thời gian đầu á, thì em cũng thấy được là những cái chia sẻ của thầy, những cái giá trị mà cuốn sách đề cập đến, thì nó không chỉ là cái sự đúc rút từ lý thuyết của trải nghiệm cá nhân, mà nó còn có cái sự kiểm chứng từ rất nhiều cái sự chuyển đổi thành công của hàng chục ngàn giáo viên mà đã tham gia SE. Đó là một cái điều mà rất là thú vị. Và em thực sự là em tin tưởng rằng là khi mà mỗi một ai đó được cầm cuốn sách trên tay và được lật từng cái trang sách á, thì chắc chắn là cũng mọi người cũng sẽ như em, đó là quyết định là tăng đã khai mở cái tư duy của mình và gia tăng giá trị và phát huy cái con người siêu anh hùng ở trong mình. Vâng, rất là cảm ơn thầy và cảm ơn thầy rất là nhiều khi mà thầy đã dành cái thời gian để mà trải nghiệm, để mà đúc rút và để mà viết ra những cái dòng rất là tuyệt vời này. Vâng, biết ơn các thầy cô rất là nhiều, bởi vì em cũng nghĩ rằng là có được cái cuốn sách này cũng là cái sự học hỏi và chia sẻ của rất là nhiều các chuyên gia ở trong SE nữa. Vâng, biết ơn thầy. Thầy xin nói ngắn gọn một cái đúc kết một tí cho mọi người cảm nhận được nó nha. Tại vì cái hành trình này là một cái giấc mơ rất là lớn của thầy. Thì trong cái cuốn sách đó, thầy nói rất là kỹ về cái triết lý giáo dục xuyên qua tim. Đó là chìa khóa vạn năng để khai mở giáo dục. Triết lý giáo dục xuyên qua tim, nó là chìa khóa vạn năng. Nhưng mà để thực hành nó thì thầy viết rất là chi tiết 7 thói quen hạnh phúc, thịnh vượng và bình an trong Zoom sáng. 150 ngày Zoom sáng đầu tiên, nó là chất liệu của cuốn sách này. Và có điều thú vị là thầy nói liên tục 150 ngày trên phòng Zoom sáng. Thầy không có bao giờ soạn bài trước, nhưng mà nối lại thì nó ra cuốn sách này. Đó, nó thú vị không ạ? Là 150 ngày Zoom sáng, không lên plan trước, không lên kế hoạch gì trước, nhưng 150 ngày đó nó định hình cái hệ thống thói quen, 7 thói quen hạnh phúc, thịnh vượng, bình an, nâng tầm trí tuệ. Mọi người đọc lại với thầy nha. Nâng tầm trí tuệ, gia tăng giá trị, phục sự xã hội, suy nghĩ tích cực, quản trị cảm xúc, hành động chính trực, chọn kết quả của cuộc đời. Nó được gói vào đây. Rồi nó được đúc kết
bởi bảy cái câu mà thầy Thái chia sẻ với bạn trên hành trình kiến tạo 1 triệu gia đình Việt Nam hạnh phúc. Mọi người xem cái mạch này nhé. Thì bảy câu này là đúc kết, nó thú vị vô cùng, nên mọi người nằm ở trong cuốn sách, nó là tinh hoa đấy. Thì cái hành trình này là 1 triệu gia đình Việt Nam hạnh phúc thịnh vượng bình an là một cái chặng đường 5 năm đầu tiên của SM, mình sẽ chinh phục nó. Và đây là 7 câu thầy đúc kết lại và thầy gắn nó trong cái cuốn sách của mình này, đúc kết lại ha. Và các bạn sẽ thực hành mỗi buổi sáng, các bạn tự đọc cho mình nhé. Tôi chọn giấc mơ tôi. Tôi ngay thẳng chính trực yêu thương. Tôi trí tuệ giá trị phụng sự. Tôi biết ơn yêu thương hạnh phúc. Tôi cam kết phụng sự chính trực. Tôi hạnh phúc thịnh vượng bình an. Tôi sống rất tuyệt vời. Và đây là một cái hành trình để thầy dẫn dắt mọi người đi đến một cuộc sống tuyệt vời, chinh phục cái hạnh phúc thịnh vượng bình an. Và tại sao hai câu đầu và câu cuối á, nó khép lại bằng 5 chữ, mở 5 chữ, kết 5 chữ, và 5 câu giữa nó lại là 7 chữ. Và trong đây có 2 từ được lặp lại, có 3 từ được lặp lại 2 lần. Thì tại sao lại như vậy? Nó là một cái bí mật rất lớn để mọi người có thể là trên cái hành trình này, như cô Hồng nói, là hành trình chúng ta sửa tâm mình mỗi ngày để mình chinh phục một cuộc sống hạnh phúc thịnh vượng bình an. Và thầy muốn ai gửi đến, ai muốn nhận cuốn sách này có chữ ký của thầy ai muốn nhận, và thầy sẽ không thể làm được gì nếu không có sự chung tay của các bạn. Để 1 triệu thầy cô giáo hạnh phúc thịnh vượng bình an không có sự chung tay của các bạn, thì cuốn sách này nó được viết là cuốn đầu tiên của cái dự án SE Book, một cái dự án sách văn hóa rất đặc biệt. SE Book cuốn này là cuốn đầu tiên thôi, và dự án SE của mình có 5 cuốn thầy viết. Cuốn cuối cùng là mô hình kinh doanh tái sinh, và cái cuốn đó sẽ được ra mắt khi dự án của mình được 1 triệu thành viên. 1 triệu thành viên. Và cái mô hình này là mô hình kinh doanh giá trị sống, và thầy tin là mô hình kinh doanh tái sinh này nó được nhân bản cho xã hội, thì cái doanh nghiệp nào áp dụng đúng mô hình này thì 100% cơ hội thành công lớn, rất lớn, tại vì nó làm đúng quy luật của vũ trụ. Ngay thẳng chính trực yêu thương đó, trí tuệ giá trị phụng sự, làm đúng cái mạch này đó. Thì đây là cái hành trình của mình, và thầy gói nó trên một cái quy trình để giúp cho mọi người học tập thôi. Mọi người đi trên cái hành trình này nè, thầy sẽ gói cuốn sách này trong bằng khóa học, đúng không ạ? Và mọi người cam kết trên cái hành trình này để thầy giúp mọi người thôi. Với cái cam kết ở đây là thầy tặng 50 cuốn sách, 5 cuốn sách. Thì sau cái ngày hôm nay thì cuốn sách này sẽ được có trên hệ thống, sau ngày 20 tháng 11. Và ngày ra mắt online sẽ là ngày 20 tháng 11. Và trong đợt này các bạn cam kết với thầy trong cái hành trình này á, cam kết với thầy trên cái hành trình này để thầy giúp mọi người. Tức là các bạn phải cam kết cơ, cam kết bỏ cái phí ra và thầy cho các bạn được sử dụng 5 khóa học. Và học xong chương trình này, thầy sẽ cho các bạn trải nghiệm một cái hành trình là sau khi mình học với thầy trong vòng 90 ngày đó, và cái ngày cuối cùng thầy chứng minh cho các bạn là làm thế nào để các bạn kiếm được 5 triệu trong ngày hôm đó. Các bạn thấy con đường này các bạn nên đi không? Tức là thầy muốn cho các bạn rèn luyện sau 90 ngày, thì lúc đó cái năng lực của bạn có thể là một ngày kiếm được 1 triệu đến 5 triệu là bình thường, cái năng lực của các bạn á. Nhưng với điều kiện là phải cam kết hiện hữu ở Zoom sáng, và cam kết làm đúng quy trình, tại vì không làm quy trình là không có được. Và suốt một hành trình vừa rồi đó, suốt một hành trình vừa rồi thầy test công thức. Các bạn ạ, comment đi, thầy đang test công thức. Đó. Chụp hình này lại nhá. Suốt cái hành trình trải nghiệm SE đến bây giờ là thời gian vừa rồi là thầy test công thức, test phương án trải nghiệm cho các cái đối tượng và trải nghiệm tất cả cái lý thuyết. Cái lý thuyết mà thầy đặt nó ra, thầy test nó, và thầy thấy tìm ra được gọi là long mạch. Tức là sau khi test công thức thì nó là long mạch, thì chương trình S8 này nè là một cái chương trình có thể gọi nó là siêu F. Thầy nói các bạn câu này, thầy nhắc lại các bạn nhé. Để mà thành công được á, logic đỉnh cao thì nó thiết kế được quy trình. Quy trình mà bằng khoa học thực chứng thì nó giúp bạn đi từ A đến nhanh nhất, tức là có sự trải nghiệm. Nhưng mà cái tưởng tượng mà dám phá vỡ mọi mô thức cũ
nó giúp bạn đến bất kỳ nơi nào mình muốn đến. Đó gọi là sự tưởng tượng, sự khai phóng của trí tuệ. Và quy trình được sinh ra để phá vỡ với điều kiện các bạn phải master nó. Đúng không ạ? Và sau trải nghiệm SE 7 cái khóa F thì đến giờ này thì nó thầy đã tìm được long mạch rồi. À, và bao nhiêu bạn muốn khai phá cái long mạch đó, mà như cô Hồng chia sẻ đó, không phải là học tiến sĩ mà thấy được nó đâu ạ. Và không phải là mình học 1000 lớp mà mình thấy ra được đâu ạ. Mình phải trải nghiệm trên cái hệ trục đó. Mình phải trải nghiệm nó trong cuộc đời của mình. Tại sao lại là nâng tầm trí tuệ? Tại sao lại gia tăng giá trị? Tại sao phụng sự xã hội nó lại có kết quả này? Và thầy Thái làm cái gì để biến tài sản vô hình thành hữu hình? Thầy Thái làm gì mà kết cấu cái quy trình là mình xây dựng nguồn lực? Ở làm gì có đóng gói nguồn lực vũ trụ? Đó, tức là tất cả những cái điều này thầy sẽ trực tiếp dẫn dắt cái đội ngũ ban đầu để gọi là trải nghiệm cái long mạch đó, để làm sao khơi thông cái nguồn đó, và cái nguồn đó sẽ đổ ra biển lớn. Và khi mà mình trải nghiệm cái mạch, tất cả vẫn là trải nghiệm nha các bạn. À, thầy Thái thiết kế SE mọi thứ nó là tư duy của thầy, nhưng mà có một số bạn nói là thầy ơi, em nghe thầy đến 100 ngày thì em mới hiểu thầy đang nói cái gì. Tội thầy quá đi. Nhưng mà cô Hồng thì có năng lực là mã hóa tất cả những cái mà thầy đang bay thành công thức cho các bạn. Bạn thấy hay không ạ? Thầy đang bay thành công thức về quy luật vũ trụ A, B, C, D, tất cả thứ. Cho nên là lâu lâu thầy bay, các bạn thông cảm nhé. Lâu lâu thầy bay, các bạn thông cảm. Nhưng mà nó có cơ sở của nó để mà thầy bay. Được không ạ? Và trên hành trình này thầy đang chọn lựa 1000 chiến binh, đang chọn một trạng cho 1000 chiến binh. 1000 chiến binh này, cái phí cam kết đoạn đầu thầy chỉ thu 2 triệu thôi. 2 triệu thầy tặng cho 5 khóa học. Cuốn sách này nó gắn với khóa học nha các bạn. Nó gồm có một cuốn sách, nó gắn với một khóa học. À, cái khóa học đó nó có 2 bước. Bước 1 là bí mật thành công trên không gian số. Và bước 2 là con đường kiến tạo hạnh phúc, thịnh vượng và bình an. Thì cái con đường kiến tạo hạnh phúc, thịnh vượng, bình an đó, thầy chia sẻ khoảng 12 giờ. Thì thầy cho các bạn cầm tờ giấy vẽ ra cái con đường đó. À, và có tờ giấy, có bản đồ, có con đường đó rồi, thì các bạn nhiệm vụ còn lại á, là các bạn đi trên cái bản đồ đó để đến thành công. Và cái bản đồ đó để đến thành công thì nó lại được gói trong quy trình F. Tức là thầy phối hợp dung sáng nha, quy trình F nha. Tức là nguyên một cái quy trình, cái hệ thống quy trình này thầy thiết lập và khẳng định với các bạn 100% chiến thắng. Đúng không ạ? 100% chiến thắng, và anh Bạch sẽ yêu đời đến chết thì thôi với cái dự án này. Đấy, vậy mọi người đồng hành với thầy nhá, đồng hành với thầy trải nghiệm một ít cam kết về chi phí. Thực ra 2 triệu thì 1 triệu cho tiền sách rồi. Còn lại là thầy cho cái đội ngũ vận hành và có hệ thống câu hỏi, các thứ bài tập và đội nhóm để mà trong 90 ngày dẫn dắt anh chị em. Đó là cái hành trình như vậy nha. Và thầy muốn chứng minh cái long mạch của mình nó thành sự thật. Nếu mà 1000 người cam kết mà đến sau 90 ngày thì 1000 người đó có thu nhập từ 10 triệu đến 20 triệu là coi như là con đường khai phóng giáo viên Việt thành công. Mỗi một giáo viên trải nghiệm với thầy 90 ngày mà có thu nhập ít nhất 10 đến 20 triệu. Và mọi người biết là nếu mà bạn có thu nhập được 10 triệu đến thời điểm đó thì nó sẽ tăng dần trong năm sau. Thì trong năm sau nữa, trong vòng 90 ngày nữa tăng đôi cái số lương đó thì coi như là con đường khai phóng giáo viên Việt thành công. Vậy bao nhiêu bạn muốn đồng hành để trải nghiệm công thức và có đồng đội của mình để trải nghiệm công thức để chúng ta chinh phục cái giấc mơ là cùng với nhau phát triển giáo dục, phát triển kinh tế và phát triển văn hóa cho cộng đồng Việt Nam để mọi người được hạnh phúc, thịnh vượng và bình an. Thì đó là cái dự án của thầy. Được không ạ? Và dự án này là giấc mơ chung và rất cần sự chung tay của anh chị em, và đặc biệt những anh chị em dám thức dậy buổi sáng để đồng hành với thầy như thế này. Chắc chắn nó là một quy trình về chuyển hóa. Nó là một quy trình chuyển hóa, quy trình chuyển đổi và quy trình đi tìm đến cái con đường hạnh phúc, thịnh vượng, bình an thực sự. Và mỗi ngày các bạn được rèn luyện cái năng lực của trí tuệ tâm linh. Được không ạ? Cảm ơn cả nhà rất là nhiều. Cảm ơn cả nhà rất là nhiều. Là con đường như vậy. Thầy ơi, thầy cho em chia sẻ một tí được không ạ? Dạ, xin mời cô. Dạ, thưa thầy,
Câu đầu tiên là xin phép là em, vì lúc đầu tiên là thầy bắt đền thầy Thanh Bạch, và em xin phép được đứng về phía thầy Thanh Bạch để bắt đền thầy lại một chuyện ạ. Là mấy ngày hôm nay thầy lại lấy nước mắt của chúng em rất là nhiều, và em xin phép với thầy cô là khi em xưng em là đây là tính cách là với một người thầy, không phải vấn đề tuổi tác. Mấy nay từ cái hôm Room Leader thầy chia sẻ tâm sự, và cái câu thầy nói là tại sao thầy chọn cái con đường là chọn con đường giáo viên để đồng hành trong cái dự án của thầy. Dĩ nhiên trong đó thì có nhiều đối tượng, mà thầy lại không chọn những đối tượng doanh nhân, và nó thuận lợi hơn nhiều. Và thầy nói câu là thầy làm SE với để cho người nghèo, để cho giáo viên trên con đường khó khăn để có được ấm cái bụng và giáo viên được khởi nghiệp. Thì lúc đó là nước mắt em thì nó không có thể nào mà ngưng được. Đó là một cái bắt đền thứ nhất. Một cái nữa là nói bắt đền trong nghĩa vui. Một cái nữa là nếu nói về quyển sách của thầy thì thật sự khi mà em đọc cuốn sách của thầy thì thường cái cách đọc của em về bao giờ một cuốn sách là em đọc cái mục lục. Đọc cái mục lục xong thì em sẽ chọn một cái chương mà em thích, em đọc, tức là nó phù hợp với mình. Thì mặc dù thầy có dặn trò trong đó là đọc một cuốn sách với tính cách là một người thực hành chứ không phải đọc để mà về thu nhập về kiến thức, thì theo thầy nghĩ là với cái mục đích của em thì sẽ chọn cái chương nào ạ? Giáo dục xuyên tim ạ. Giáo dục xuyên tim em đọc. Em có đọc giáo dục xuyên tim, nhưng mà em phải lập vội ngay đến cái trang phụng sự xã hội. Cái chương phụng sự xã hội, dạ. Và khi em đọc chương phụng sự xã hội thì cái câu đúc kết của thầy là lại làm cho em rớt nước mắt nữa, đó là phụng sự có một ý nghĩa thiêng liêng và cao cả, như một hòn đá mà đã làm hóa vàng tất cả mọi thứ. Dạ. Thì cái câu đó em thấm ghê lắm, tại vì cái cuộc đời của mình nó cũng có gắn liền với phụng sự, mặc dù có thể mình chưa làm được nhiều lắm nhưng mà nó gắn liền. Và khi em đọc cái đó và em nhớ ngược lại cái trang trước, cái câu chuyện của thầy kể về cái câu chuyện tiếng vọng trong khu rừng, thì em cảm thấy thấm thía, và em rất muốn chia sẻ cái ý tưởng này thôi, cuốn sách này, với những người phụng sự, đồng nghiệp của mình, những nhân viên xã hội, những người làm tâm lý, những nhân viên xã hội. Tức là khi cái tiếng vọng mà như là thầy kể trong câu chuyện tiếng vọng của khu rừng, là khi cậu bé cậu la lên, là cậu nói lên cái tiếng là tôi yêu người, thì lập tức cái tiếng vọng nó quay trở lại. Vâng, cái tiếng vọng nó quay trở lại là tự nhiên mình cảm thấy cả thế giới yêu mình. Và cái tiếng tôi yêu người nó lại vọng trở lại mình, thì em cảm thấy đây là rất là hạnh phúc. Và mình đã có những cái tiếng vọng đó nó đi suốt cái hành trình của mình, thì mình cứ ấm áp, mình cứ hạnh phúc, và mình cứ làm một cách rất là vô tư chính trực. Và em hiểu những cái từ lặp lại của những cái câu mà nãy, những cái câu gọi là tụi em tạm đặt là thi kệ của thầy đó. Thi kệ của thầy tức là những cái từ chính trực này, những cái từ hạnh phúc nè, dạ, lặp đi lặp lại, từ chính trực, từ hạnh phúc lặp đi lặp lại, thì em hiểu cái ý của thầy, và càng đọc thì thấy càng thấm. Thì em xin chia sẻ là cuốn sách của thầy nó không chỉ là vấn đề kiến thức, mà thầy cũng lấy nước mắt của nhiều người. Lý do tại sao mà Mai lại ôm gối Mai khóc là như thế, thì cũng xin chia sẻ một những cái ý nhỏ nhỏ vậy với thầy. Và mong rằng, và em nghĩ rằng khi em cầm cuốn sách này, em là người mê sách thì đã đành rồi, ở nhà cái tủ sách là mấy ngàn cuốn sách, mà khi em mang cuốn sách này về thì em nghĩ trong đầu là không bỏ công là mình đi lạc bao nhiêu cây số mà đi lấy được cuốn sách này. Phải nói là em đi đến nhà thầy để em lấy cuốn sách này là em đi lạc, em phải hỏi Quyên là Quyên ơi nhà ở đâu. Lúc đấy Quyên thì lại đang bận lo cho mẹ ở quê, Quyên không chỉ được cặn kẽ. Em gọi thầy cũng không được, mà em không biết làm sao, mà cái con đường khi mà tìm ra rồi thì con đường nó lại quá dễ, mà thật ra lại rất là gần với nhà mình. Mà trong khi mình đi vòng một con đường, cứ đó là cái não của mình là cứ nghe cái chữ Bình Hưng Hòa là cứ đi kiếm tuốt xuống cái khu Bình Hưng Hòa thôi, là cái não trạng của mình nó bị cứng ở chỗ đó, đi vòng vòng một tiếng mấy đồng hồ, rồi sau đó phải gọi điện nhờ cô chỉ, mà quyết tâm đến, mặc dù biết rằng thầy không có nhà, sẽ không được chữ ký, biết được rằng là chỉ không được gặp thầy, chỉ gặp cô mà để nói chuyện với cô mà được cuốn sách thôi, nhưng mà nhất định em nghĩ là không có bỏ cái công để đi lấy cuốn sách này về. Và em gặp đi đọc lại cái chương phụng sự xã hội. Dạ, xin cảm ơn thầy đã viết cuốn sách, và em tin rằng cuốn sách này nó không chỉ là sẽ làm được dựng phim, nó không chỉ được dựng rap, nó không chỉ được đọc một nhiều phong cách, mà mỗi người cầm cuốn sách này đọc lên thì đã đọc bằng những cái giọng đọc, những cái tâm hồn của mình, sóc thầy nó đã xuyên qua tim.
chưa ra được cái ebook, chưa ra được sách nói, chưa ra được phim, thì mỗi người đã thấy cái phim của mình, cuộc đời mình trong này. Mỗi người sẽ mong ước mình là một trong những cái nhân vật trong những cái câu chuyện này, và mỗi người đã đọc cuốn sách này bằng cái giọng đọc, bằng cái trái tim của mình. Đấy là cái chia sẻ của em ạ. Cảm ơn chú Hồng. Cái câu nói, câu chuyện đó là thầy Thái muốn diễn tả chi tiết nó đơn giản nhất về cái tình yêu nhất thể mà thầy hay phân tích cho mọi người đấy. Dạ. Tức là tôi yêu người, người yêu tôi. Vâng. Tôi yêu người thì cái tiếng vọng nó quay trở lại, và bạn thực sự chỉ hạnh phúc khi bạn làm được cái việc yêu thương nhất thể thôi, yêu vô điều kiện, biết ơn vô điều kiện, tri ân vô điều kiện, và sống trên cuộc đời này phụng sự vô điều kiện. Tại vì khi mình yêu người thì người yêu mình thôi, mình yêu thế giới thì thế giới yêu mình yêu thiên nhiên thì thiên nhiên yêu mình, và mình yêu vạn vật thì vạn vật yêu mình. Tình yêu đó là tình yêu nhất thể chứ không phân biệt ạ. Cảm ơn cô rất là nhiều. Thì nó đơn giản là tiếng vọng đó là tiếng vọng của tình yêu nhất thể. Và tiếng vọng đó nó muốn nói cho mọi người biết là tôi trong tất cả và tất cả trong tôi. Chứ chẳng có ai sống trên cuộc đời này mà độc lập được hết. À, tức là cái ý nghĩa của nhất thể nó thú vị lắm. Bạn cũng không thể nói trong cơ thể của bạn một tế bào nào đó không thuộc về bạn. Và bạn là tế bào, và tế bào đó cũng chính là bạn. Và vũ trụ, mình là một tế bào của vũ trụ đó. Thầy giải thích rất là nhiều ở trong câu chuyện đó, nhưng mà đặc biệt là cái tâm huyết của thầy trong cuốn sách đó, đó là đi từ cái triết lý giáo dục xuyên phim, tức là cái triết lý kinh doanh là ngay thẳng chính trực rồi, đó là cái lõi rồi, là tiến trình hình thành và phát triển sự sống từ cái logo này. Trong cuốn sách này nhiều logo vẽ đen lắm, tất cả nó là logo, nó là SE book mà. Yeah. À, cuốn sách này mà mang lên cho ông hiệu trưởng đọc thì ông hiệu trưởng không bao giờ nói SE có cái điều gì mà ông lăn tăn ở đây cả. Tại đây là SE book. Nếu bạn cầm cuốn sách này, nó là thương hiệu của SE luôn. Và hình ảnh của thầy trong đây, triết lý nằm trong đây, và 7 thói quen buổi sáng nó nằm trong đây. Và các bạn thì trải nghiệm nó, và nó sẽ là một câu chuyện hết sức là thú vị đó ạ. Thì nó là những cái thông điệp rất lớn của triết lý giáo dục cho team, để không những đổi mới giáo dục đâu, nhưng mà làm được cái câu chuyện giáo dục xuyên qua tim thì xã hội sẽ thay đổi. Tại vì tình yêu thương là cái lõi để tạo ra nền tảng giá trị sống của con người. Và giá trị sống nó lại là cái nền tảng để tạo ra cái đạo đức của con người. Và bên ngoài nó mới hình thành những kỹ năng để phát triển những cái phần còn lại thôi. Đó, cho nên là cái tình yêu thương, cái năng lượng của tình yêu và cái giá trị của tình yêu nó chi phối thế giới, và nó là một cái năng lượng lớn nhất trong tất cả cái năng lượng đó, và đặc biệt đối với con người của mình. Và mọi người có hỏi thầy một câu hỏi rằng là sao mà lớp học như ngày hôm qua, lớp học từ người già, người trẻ, người khuyết tật, tất cả mọi thứ, làm sao mọi người đều học đồng đẳng với nhau như thế này, từ tiến sĩ, giáo sư cho đến những người tầm thường nhất học được. Nó gọi là lớp học xuyên tim thôi, tức là chân thành và yêu thương, mình có thể dạy được tất cả mọi đối tượng trên cùng một lúc. Và ở đây không phải là ai dạy ai nữa, và ở đây là chúng ta cộng hưởng nhau và chúng ta cùng dạy nhau, bởi vì mỗi câu chuyện của các bạn lại là một bài học cho thầy Thái, đúng không ạ? Và thầy mời cô Hồng ở Úc để làm sao ship sách cho cô Hồng một tháng tới nơi. Dạ. Dạ em chờ sách đến từng ngày thầy ơi. Nhưng mà em cũng đã được đọc bản thảo, bản PDF, và em xin chia sẻ một phần của một cái phần bây giờ ạ. Dạ, em xin chia sẻ, xin bản quyền của thầy một trang. Yeah. 10 điểm tổng kết chương 12. Thứ nhất, ai thành công cũng cần có người thầy dẫn dắt. Thứ hai, người thành công chỉ biết dạy bạn làm sao để thành công. Thứ ba, chính những ước mơ, sứ mệnh là người thầy ngoại hạng của bạn. Thứ tư, trong cuộc đời chúng ta có ba ngày quan trọng nhất: ngày sinh, ngày chết và ngày bạn tái sinh, tức biết mình là ai. Thứ năm, không có cái gì tuyệt vời trên thế giới được làm xong mà không có đam mê trong đó. Thứ sáu, người thầy bên ngoài là những người thầy hiền trí mà chúng ta có cơ hội gặp gỡ trong cuộc sống. Thứ bảy,
Một người thầy xứng đáng mà ta hướng tới phải là những người có tâm và có tầm. Thứ 8. Sự khiêm tốn của bạn tạo ra một nguồn năng lượng thu hút người khác giúp đỡ và chỉ dẫn. Thứ 9. Muốn thật sự thành công thì ngoài yếu tố có hai người thầy ngoại hạng của mình, bạn còn cần phải đắm chìm vào những giấc mơ, sứ mệnh ấy và hành động liên tục không đứt quãng. Thứ 10. Chúng ta càng xây dựng những nền tảng khởi nghiệp. Chúng ta cùng xây dựng những nền tảng khởi nghiệp Made in Vietnam để đón nhận đại vận hội mới trong tương lai. Dạ, và cái như là Quyên nói thì cái trang sách của cô Hồng đọc ngày hôm nay, nó là vận mệnh của cô Hồng ngày hôm nay. Mọi người thấy cô Hồng đẹp không ạ? À? Hôm nay là sinh nhật của cô Hồng. Là cô Hồng đủ tuổi thành thành viên chính thức của câu lạc bộ người cao tuổi đó ạ. Chúc mừng cô Hồng. Dạ, biết ơn thầy rất là nhiều. Và khi mà đọc 10 dòng này rất là xúc động, bởi vì rất là hạnh phúc là mình được là một phần của đại vận mệnh của dân tộc và cũng là của nhân loại nữa ạ. Cảm ơn cô Hồng nhiều lắm ạ. Thầy bạn muốn tham gia cộng đồng Startup Education, hãy quét mã QR code và để lại thông tin, chúng tôi sẽ liên hệ hỗ trợ bạn. Cảm ơn bạn đã dành thời gian theo dõi. Nếu bạn thấy hay hãy nhấn đăng ký kênh và nhấn like cũng như chia sẻ video này đến với mọi người.